bà con nhá. Đô San này đang làm việc anh em thấy không? Anh em nào thích thì bán luôn này. Bãi chật quá lại phải mò rộng thêm bãi, đỗ cho nó nhiều xe. Cái này rất là chật. Đó, để đưa thêm sang bên này này. Ngon nha anh em nhá, giá cả hợp lý cho anh em luôn. Đang mở rộng thêm khoảng mấy trăm mét vuông này nữa. Đây, chật quá rồi. Đô San nhiều anh. San Volvo hết đi nhiều lắm. Dân chơi Đô San anh em nhá. Hết dầu à? Đang hay mắt để hết dầu thế này chết à? Chống cần luôn nhá. Tất cả những sản phẩm như thế này thì thưa quý vị rằng tùy theo cái cửa tiền quý vị ạ. Anh chị em nào mà nhiều tiền hơn thì có thể là bỏ qua cái sản phẩm này của chúng tôi hoặc là tham khảo thêm. Còn quý anh chị mà đang có nhu cầu sử dụng những sản phẩm cho nó vừa tiền thì đây là những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Tất cả những con máy
trên bãi của tôi đều có cái giá trị riêng của nó mọi người nhé. Rất là nhiều anh khi tôi đăng video lên thì nhiều anh chê này nọ, như nói thật với mọi người là quý bà con, quý anh chị đang có mức tiền nào thì chúng tôi giới thiệu cái sản phẩm đó thôi. Còn anh chị mà cần những cái sản phẩm mà nó cao hơn, chất hơn, chúng tôi cũng có cả, cũng có để cho quý vị tham khảo. Và đa số thì những cái khách hàng của chúng tôi, những khán giả mà đang xem cái video như này á, thì đa số họ chỉ gom góp được một cái số tiền nhất định, trên dưới 200 một chút xíu, để mua cho mình cái sản phẩm để về làm việc. Thì như ngay từ ban đầu chúng tôi đã nói thì chúng tôi có rất là nhiều những cái sản phẩm vừa túi tiền, hợp túi tiền, và những sản phẩm cao hơn, cao hơn tiền hơn thì có những dòng như là Kobe hoặc là dòng Hitachi đời cao, chúng tôi đều có cả. Như đã nói thì chúng tôi có 3 bãi. Bãi thứ nhất chúng tôi ở trên Buôn Thuật có 2 bãi, và ở Bình Dương 1 bãi nữa, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh 1 bãi nữa. Và chúng tôi chuẩn bị liên kết thêm một bãi nữa ở ngoài khu vực phía Bắc. Nếu mà quý vị anh chị đang xem video này ở khu vực phía Bắc thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số Zalo trên màn hình. Chúng tôi sẽ gửi những con máy mà chúng tôi đang để ngoài khu vực phía Bắc mọi người nhé. Khu vực đó thì chúng tôi cũng để những dòng Dosan, Volvo, Hyundai, Hitachi đều có cả. Còn nếu mà anh chị ở khu vực miền Tây thì có thể liên hệ với chúng tôi ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi có Sumitomo Komatsu TC60-6, cộng thêm nữa là những cái dòng Hitachi X60-1 và 95. Quý vị này, giờ ngoài trời là tầm khoảng 12 giờ trưa rồi, tôi sẽ làm xong cái video này và ăn cơm. Anh em mà đang có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé. Cái số chi tiết nhất mà chúng tôi đã quay cho quý vị coi rồi, dàn xích và dàn chân con này thì khỏi phải chê anh em nhé. Giá thì chúng tôi sẽ để trên cái phần tiêu đề cho anh em quý bà con cô bác có thể nhìn thấy, nhìn thấy để cân đo đong đếm cái số tiền của mình. Tất cả những cái giá trị có những cái xe giá trị nào thì tiền đó thôi, xe nào tiền đó thôi. Ở đây cũng vậy, hình thức đời giống nhau nhưng có con đắt con rẻ đấy, nói thẳng luôn. Mà tất cả mọi người nếu mà muốn thử thì có thể lên bãi của ông tôi luôn, thử cả ngày cũng được. Anh em cứ đổ dầu để chúng ta thử thôi, để cảm nhận cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Bây giờ thì thân ái xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người. Ở đây rất là nhiều cái sản phẩm mà chúng tôi đang có này, nên mọi người có thể lên tận bãi của ông tôi nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý bà con cô bác ở trên kênh của ông tôi. Nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có và đăng tải hàng ngày. Rất là vui khi được phục vụ bà con. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.